shampoo mà. À. Đây là món kem sẽ chín vàng vừa ngọt nhiên, thích thú vừa thu lam, muốn thử hết đủ các vị trong menu với đủ tiền kem hấp dẫn. Kem cuộn kiểu Thái Lan hay còn gọi là kem chín chảo lạnh hấp dẫn vì cách chế biến cực kỳ lạ mắt, khiến bạn có chót đi nghe mà phải âm thanh chặt chặt cái máy, rồi cứ mắt lên nhìn thấy biển hiệu là quán kem thì hẳn là bạn sẽ rất tò mò nán lại tìm hiểu. Kiểu chế biến vừa chiên vừa xào trên chiếc chảo lạnh cho đến khi hỗn hợp kem lỏng kia rồi anh chàng chủ quán khéo léo dùng cán dao cuộn lại đều đặn mỏng tan, lúc đó bạn mới thích thú à lên một tiếng, hóa ra là anh ta đang làm món kem, cứ tưởng làm trò gì mà cứ chặt chặt thái thái luẩn xuẩn lộc cộc kỳ quá. Ban đầu món kem này là một hỗn hợp kem trộn lỏng cùng một số các vị trái cây mà bạn sẽ lựa chọn, rồi rót vừa đủ trải đều khắp mặt chảo cho tới khi lớp kem gần đông lại. Người ta sẽ dùng hai chiếc xẻ đập đập trộn đều để kem sánh và dẻo mịn. Món kem vừa chiên xào trên chảo lạnh cho đến khi hỗn hợp đông cứng lại thì sẽ dùng dao cuộn kéo khéo léo kéo cuộn lại. Anh thợ làm kem nhấc cuộn kem cho vào chiếc đĩa có sẵn, đặt trên miếng cúc quế thơm ngon, thêm một chút siro, sô cô la hoặc bánh Oreon để ăn kèm. Anh đừng có đi chuyển tay. Vậy là món kem cuộn được chiên trên chiếc chảo lạnh đã hoàn thành. Sau thời gian nhìn anh chủ quán chế biến món kem lạ, thì lúc này cũng thưởng thức với sự hồi hộp và háo hức, vị ngọt của kem cùng vị trà xanh thơm mát, có lẽ khiến ai cũng muốn gọi cho mình một suất kem trà xanh. Tuy nhiên, nếu có thể, bạn hãy thử hết các món kem ở đây mỗi ngày một vị, một gợi ý không hề tồi phải không? Nhiều người nán lại, ngó nhìn vì tò mò. Chắc có lẽ cái thú vị nhất của món kem này đó chính là hưởng thụ quá trình chế biến của nó. Anh chủ quán vui vẻ chia sẻ với mọi người về kỹ thuật chiên kem trên chảo lạnh của mình. Những không gian nhỏ xíu này lại thu hút bạn trẻ đến vậy. Thậm chí có chỉ có một chiếc xe đẩy gọn gàng bên vỉa hè, trong hội chợ hay những con phố tấp nập người qua đường, đủ để thấy sức hấp dẫn của món ăn ngon lúc này lớn đến nhường nào. Đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Ở đây mình có tất cả khoảng bao nhiêu vị vậy ạ? À, 2, 4, 6, chắc có mười mấy, 20 vị đây. Mười mấy chục vị ạ? À? À, mình bán này thì lâu chưa anh? À, chắc được là hơn 1 tháng. Hơn 1 tháng ạ? À? Vậy thì trước đó thì anh đã học cái này ở đâu rồi về bán ở tại đây vậy anh? Tại hồi xưa là có bạn anh nó bán, nên là anh làm theo nó. À, thường thường thì mình làm cái này điều quan trọng nhất là... Điều lưu ý nhất khi mà làm cái món kem này là gì? Là kem này mình lưu ý nhất là làm là không để cho nó bị vẻ. Quấn lên là không bị vẻ, không bị cứng kem. À, cái thời gian đầu mình mới tập làm ấy thì mình có bị bẻ hay gì không? Cũng có đó, Hà làm mất 2-3 ngày là cũng bị vẻ sơ sơ, giờ làm nhiều rồi nó quen. À dạ. Vậy thì nếu mà mọi người muốn ăn thì đến địa chỉ số bao nhiêu thì có thể? 21/77/21B Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10. Yeah. Với giá là khoảng từ bao nhiêu một ly? Giá bình thường là 15.000 một ly. Yeah. Còn ai muốn ăn thêm vị thì có thêm một vị là ăn thêm 5.000. Yeah. Okay. Vị đặc biệt là 20 đó. Dạ yeah, vâng. Mình có ship không anh? Cái kem này mà mình ship là nó tan. Để không để được lâu tại vì mình làm hẳn liền. Dạ, cảm ơn anh. Cái này quá 10 phút là nó tan. Dùng cái tắt nhạc em đọc voi cái. Dùng ạ. Ai là tín đồ của kem thì chắc hẳn sẽ không thể quên mê món thêm kem cuộn vị gì đấy ạ? Cái này là dầu. Ai là tín đồ của kem thì chắc hẳn. Ai là tín đồ của kem thì chắc hẳn không thể không mê món kem cuộn Thái Lan. Đây là món kem sẽ khiến bạn vừa ngạc nhiên, thích thú, vừa tham lam, muốn thử hết. Những các món vừa tham lam, muốn thử hết đủ các vị trong menu với đủ tên kem hấp dẫn. Kem cuộn kiểu Thái Lan sẽ còn gọi là kem chiên chảo lạnh rất hấp dẫn vì cách chế biến cực kỳ lạ mắt, khiến bạn có chót đi nghe mà phải âm thanh chặt chặt thái thái, rồi ngước mắt lên nhìn thấy biểu hiện là rồi cứ mắt lên nhìn thấy biển hiệu là quán kem thì hẳn là bạn sẽ rất tò mò nán lại tìm hiểu. Kiểu chế biến vừa chiên vừa xào trên chiếc chảo lạnh cho đến khi hỗn hợp kem lỏng kia đông cứng lại, rồi anh chàng chủ quán khéo léo dùng cán dao
dựng lại đều đang mộng tan. Lúc đó bạn mới thích thú à lên một tiếng. Hóa ra là anh ta đang làm quán kem. Cứ tưởng làm trò gì mà cứ chặt chặt, thái thái, luyện xuyền, lục cộc kỳ quá. Ban đầu món kem này là một hỗn hợp kem trộn lòng cùng một số vị trái cây mà bạn sẽ lựa chọn, rồi rót vừa đủ trải đều khắp mặt chảo. Cho tới khi lớp kem gần đông lại, người ta sẽ dùng hai chiếc xẻng lập đập trộn đều để kem sánh và dẻo mịn. Món kem vừa chiên xào trên chảo lửa cho đến khi hỗn hợp đông cứng lại thì sẽ dùng ra quân kéo khéo léo kéo cuộn lại. Anh thợ làm kem nhấc cuộn kem cho vào chiếc có đặt sẵn. Anh thợ làm kem nhấc cuộn kem cho vào chiếc đĩa có sẵn đặt trên miếng cốc quế thơm ngon, thêm một chút siro, sô cô la hoặc bánh Oreo để ăn kèm. Vậy là món kem cuộn được chiên trên chiếc chảo lạnh đã hoàn thành. Sau thời gian nhìn anh chủ quán chế biến món kem lạ thì lúc này cũng thưởng thức với sự hồi hộp và háo hức. Vị ngọt của kem cùng vị trà xanh thơm mát có lẽ sẽ khiến ai cũng muốn gọi là một vị ngọt của kem cùng vị trà xanh thơm mát có lẽ khiến ai cũng muốn gọi cho mình một chiếc kem trà xanh. Tuy nhiên nếu có thể, bạn hãy thử hết các món kem ở đây mỗi ngày một vị, một gợi ý không hề tồi phải không? Nhiều người nán lại ngó nghiêng vì tò mò. Chắc có lẽ cái thú vị nhất của món kem này đó chính là hưởng thụ quá trình chế biến của nó. Anh chủ quán vui vẻ chia sẻ với mọi người về kỹ thuật chiên kem trên chảo lạnh của mình. Những không gian nhỏ xíu này lại thu hút bạn trẻ đến đây. Thậm chí cũng chỉ có một chiếc xe đẩy gọn gàng cần kẹo chờ hỗ trợ hay những con phố tấp nập người qua đường đủ để thấy sức hấp dẫn của nó. Đủ để thấy sức hấp dẫn của món ăn ngoại quốc này lớn đến nhường nào, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Chúc mừng.